ngại tôi không ấy thôi. Nhưng mà nếu mà để chấm bolero chắc tôi không nhận đâu. Chấm bolero dễ đồng cảm. Nhưng mà nếu tôi chấm, tôi là người thiệt tình, tôi nói dốc không được. Thấy không? Tôi nói thiệt tình là tôi chấm là đụng chạm á. Thấy không? Tôi không có nói mà nửa nạt nữa mà đâu có nói là chung chung đâu. Có thẳng là tôi sửa thẳng luôn. Nghe lại tôi thành ca sĩ, còn không nghe lại thì ghét tôi không gì hết. Tôi thấy là hai hàng không à. Thấy không? Thí dụ như cái bà cái không phải ngành nghề hỏi rồi tôi nghe cái bài ca này nghe ca cũng được lắm, nó ca kỹ kỹ rõ rõ hơn thì hay đó, tôi chấm, tôi thích em ca đó. Nhưng mà không có nói gì ca cao ca thấp hay là son pha thế nào, không có dính líu gì đó, chỉ nói là tôi ca nghe cũng được. Thì tôi thấy đó là cái lối mà nửa nạt nữa mà thì nó cũng hơi kỳ. Tôi chấm là tôi không nói gì được. Tôi nói thẳng luôn để cho người ta tiến bộ trong gì đó. Chứ nói theo kiểu đó người ta không hiểu gì. Người ta cứ tưởng người ta hay, cứ nói là tôi nghe được đó. Thấy em ca qua cái lại giờ tôi thấy nghe được đó. Thì được được cái gì, thấy không? Thì cái đó thì đứa có, cũng có những đứa nó ca rất hay đó. Nhưng mà tại nó không có môi trường nên nó chưa phát triển được thôi. Có nhiều, nhưng mà tôi không phải lăng xê theo kiểu đó. Tôi nhận học trò lại, tôi thấy ca được này nọ, cái từ hơi hám cũng như là chất giọng, thì tôi là làm ra dĩa luôn. Ca 10 bài của tôi, ra một cái album của tôi, duyệt sở văn hóa rồi ra luôn. Chứ tôi không có, thấy không? Bởi vì khi duyệt sở văn hóa mà họ cho là có thêm mà tự thành ca sĩ luôn, chứ không cần phải cái gì nữa. Bởi vì sở văn hóa nó duyệt, nó đồng ý cho ra là phải là ca sĩ không? Thành nó chứ không phải như này, ca sĩ nửa mùa lên không phải thành ca sĩ, phải ca sĩ tầm lum không được.